Được cái nhận xét của ông Đào Văn Bình là một người, ông Đào Văn Bình là một sĩ quan của ngành tâm lý chiến và ông học quốc gia hành chánh. Ông ở San Jose, ông hay viết bài cho KBT Hải Ngoại và mỗi một tháng ông viết một bài một lần. Chúng ta thấy rằng trước khi tôi đọc cái bài này, chúng ta nhận định tại sao mà trước khi Tổng thống Donald Trump đi qua đây là cắt đứt liên lạc với nước Cuba, là một người bạn của chúng ta. Họ lên án Cuba rất là nặng nề về vấn đề nhân quyền. Thế nhưng mà khi mà ba quốc gia họ đi tới trong cái APEC này, ông Donald Trump đi, thì ông Donald Trump đi tới Trung Quốc, ông không nói gì vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Ông đi qua Việt Nam không nói gì chung nhân quyền ở Việt Nam. Rồi ông đi qua bên Phi, ông cũng không nói gì nhân quyền ở Phi hết. Ông chỉ nói về vấn đề kinh tế, thì tức là người ta nói về vấn đề kinh tế mà thôi. Thì cái chuyện mà chúng tôi xin chấm dứt cái sự đòi hỏi vô lý, nếu không muốn nói là đòi hỏi ngu ngốc của những người chống cộng, cứ đặt cái vấn đề trên làm khó dễ các bạn. Cuộc sống mình không còn bao nhiêu nữa, cái con đường của các bạn bây giờ đi tới nghĩa địa nó gần hơn là con đường mà từ Mỹ đi về Việt Nam. Quý vị, các bạn không về Việt Nam nữa, thôi thì im lặng để cho cuộc sống nó bình an, thanh thản. Để chúng ta yên tâm mà vuốt mắt nhau, và chúng ta yên tâm để mà thành kính phân yêu. Để chúng ta yên tâm đăng những cái cáo phó lên rồi tăng thêm mình một cái cấp bậc. Có ông chết thì chẳng biết trang giang đại hải những cái cấp bậc. Để làm cái gì? Tôi nói bà xã tôi nếu mà chết thiêu xong rồi mang cho ra ngoài biển cả dân, không có phân yêu, không có cáo bó gì hết á. Bây giờ thì trong bài viết của ông Đỗ Văn Bình, ông là một người rất là, bài viết của ông rất được nhiều báo và đăng, và ông viết rất là trung thực. Ông không khen mà ông không chê, ông chỉ viết mà cái sự thật. Đầu tiên trong bài báo mới nhận nhất ngày cách đây 2 ngày mà chúng tôi chưa có kịp đưa lên, ông lấy cái bản tin của ABC News ngày mùng 2 tháng 11 năm 2017, tức là trước khi cái đại hội APEC bắt đầu. Đài ABC nói rằng, một đài ABC là một cơ quan truyền thông quốc tế của Mỹ, Việt Nam hy vọng lãnh đạo 11 quốc gia còn lại của vành đai Thái Bình Dương nằm trong cái thỏa hiệp hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP có thể họp để duyệt lại vào tuần tới khi Hoa Kỳ rút lui ra khỏi cái thỏa hiệp này. Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hy vọng rằng những cuộc thảo luận vào tuần tới tại Nhật Bản sẽ thu hẹp những khác biệt để các bộ trưởng thương mại và lãnh đạo các quốc gia đồng ý về một thỏa hiệp TPP tu chính trong cuộc hội thảo kinh tế Á Châu tổ chức thường niên tại Đà Nẵng. Thế nhưng cuộc họp gần như đổ vỡ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Bộ trưởng Bộ Thương mại François-Philippe Champagne đều không đến họp buổi họp buổi tối ngày 10 tháng 11 năm 2011 tại Đà Nẵng. Có thể ra nó đại lo sợ ông Trump sẽ hủy bỏ thỏa hiệp tự do mậu dịch Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, khiến cho ra nó đại khốn đốn. Nay lại hùa theo 11 quốc gia cứu vãn TPP, khiến mất lòng Mỹ thì nguy to. Cuối cùng bỏ họp mà không cần thông báo, khiến Thủ tướng Abe bực tức. Rồi sau đó thì 11 quốc gia còn lại đã khai tử đóng vào mỏ kép TPP và đồng ý với nhau về thỏa hiệp mới có tên là
thỏa hiệp hợp tác toàn diện và tiến bộ châu Á Thái Bình Dương. Comprehensive and Progressive Agreement for the Trans-Pacific Partnership. Không có Mỹ và chờ đợi các vị nguyên thủ quốc gia phê chuẩn. Còn bản tin AFP thì nói rằng ngày 4 tháng 11 năm 2017, Trung Quốc vừa hạ thủy con tàu khổng lồ mô tả như là một tàu xây đảo thần kỳ lớn nhất Á Châu. Có khả năng đào tạo 6.000 mét khối trong một giờ và con tàu này có thể xây dựng đảo nhân tạo. Giống như các đảo mà Hoa Lục đã làm tại vùng tranh chấp Biển Đông vừa được hạ thủy tại phía đông tỉnh Giang Tô. Đây là dấu hiệu cho thấy rằng Hoa Lục tiếp tục biến cải các bãi đá ngầm tại Biển Đông thành đảo, rồi biến nó thành căn cứ quân sự. Không biết Việt Nam có nên công khai mướn các công ty Mỹ, Âu Châu để biến cải các bãi đá ngầm thành đảo hay mở rộng các hòn đảo nhỏ hiện có, khi Bắc Kinh chơi luật rừng mà mình lại thượng tôn luật pháp chỗ vốn. Thì đây chúng tôi xin ngừng lại đây và chúng tôi xin được lời Bình. Anh Đào Văn Bình, anh nên đi về Việt Nam một lần. Nếu được, mình đi, anh đi với tôi. Tôi đã ra ngoài các đảo 3 lần. Lần thứ 3 thì có những cái đảo mà chúng tôi đi trước đây, bây giờ nó lớn gấp 3 và gấp 4. Và không cần phải có một công ty Mỹ, Âu Châu nào hết. Những cái máy đào của Việt Nam đủ sức đào một cái ô tàu. Và họ lấy cái cát lên để bồi đắp cho những cái bãi cạn nó mở rộng ra, và cái âu cầu đó có thể chứa được từ 200 tùy theo đến 1.000 cái tàu đánh cá của dân đánh cá, nếu mà không kịp về đất liền khi mà bão tới bất ngờ. Thưa anh Đào Văn Bình, mình có rồi, mình không cần phải các công ty Mỹ, Âu Châu. Nhưng lý do là vấn đề tế nhị, vấn đề ngoại giao, chúng ta không có phổ biến, không có làm giống như là Trung Quốc làm. Và báo Mỹ cũng đã đưa những cái tấm không ảnh chụp những nơi là đó làm. Thời Tổng thống Obama năm 2016, họ đã đưa những không ảnh rằng có những cái đảo của Việt Nam cũng đã trân tạo. Chúng tôi xin đọc tiếp. Tin Reuters ngày 7 tháng 11 năm 2017, Hoa Kỳ sẽ cắt 2 triệu Mỹ Kim viện trợ trong năm tới cho chương trình rà phá bom mìn, là chương trình để Campuchia không lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ đã ném bom xuống đất nước này trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Việc cắt giảm viện trợ này xảy ra giữa lúc chính quyền độc tài của Hun Sen đang chuẩn bị đối phó với thách thức bầu cử vào năm tới và loạt điệu chống Mỹ gia tăng trong nước. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã ném 2.7 triệu tấn bom xuống đất nước Campuchia và 2.5 tấn bom xuống nước Lào. Tin AFP ngày 8 tháng 11 năm 2017, Tổng thống Wilton Duterte đã ra lệnh gỡ bỏ cho chương trình xây dựng một nơi tạm trú cho ngư phủ tại một bãi cát ở khu vực có tranh chấp của Biển Đông, sau khi có lời khiếu nại của Hoa Lục. Vào tháng 8, binh sĩ Phi đã đem tre và lá rồi lập nhà tới bãi cát gần một đồn binh của họ ở Trường Sa. Đây là dấu hiệu Phi muốn cải thiện băng giao và xích lại gần Hoa Lục. Tin của đài CBS là một cái đài cũng lớn giống như là ABC bên Mỹ. Ngày 9 tháng 11 năm 2017, ba hàng không mẫu hạm tối tân thuộc hạm đội Mỹ, hạm đội 7 sẽ tiến hành một cuộc tập trận hợp đồng thật hiếm hoi từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 tại Tây Thái Bình Dương, tức là Biển Đông nhìn từ Hoa Kỳ, nhưng không rõ ở tại địa điểm nào. Đây là một hành động phô trương sức mạnh để trấn an tất cả các đồng minh Nhật Bản, Nam Triều Tiên, đồng thời răn đe Bắc Triều Tiên. Ngày xưa hệ thống phòng thủ bờ biển không có, không quân thì không thể hoạt động ra bờ, cho nên hàng không mẫu hạm là nữ hoàng trên chiến trường. Nhưng nay với hệ thống hỏa tiễn như Đông Phong, như S-300, S-400 chẳng hạn,
có thể bắn xa tới 1.500 km. Nếu Tomahawk không hủy diệt được nó thì hàng không mẫu hạm sẽ biến thành một khối sắt khổng lồ từ từ chìm xuống biển. Kỹ thuật quân sự biến đổi từng thập niên, cho nên các nhà quân sự nói rằng coi chừng hàng không mẫu hạm rồi cũng sẽ bị lỗi thời. Hiện nay hệ thống Đông Phương, hệ thống Đông Phong đều đã được đặt trên các dàn di động, trên các đường rời xe lửa, cho nên rất khó phát hiện xem nó ở đâu. Còn hệ thống S-300 ở Việt Nam được thiết trí trên các xe vận tải lớn, ngụy trang ẩn nấp trong rừng, và có thể có cả hàng trăm hỏa tiễn S-300 giả làm bằng giấy bồi cạc tông đặt trên các xe vận tải vận hành tự động, kiểu điều khiển từ xa không người lái, để đánh lừa đối phương. Trong chiến tranh, ai nhanh tay tập trung được hỏa lực và nhất là nghi binh, tức là đánh lừa được đối thủ thì sẽ thắng dù sức yếu hơn. Thì quý khán giả, cái này anh bây giờ Văn Bình muốn nói lại trong cái cuộc chiến tranh trước ngày 30/4/75 này, Việt Nam Cộng Hòa bị lừa quá nhiều, bị quân đội Bắc Việt lừa. Bây giờ trong cái phần nhận định thì trong tuần tháng 11 vừa qua, Bắc Á và Đông Nam Á rộn ràng với những hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á US ASEAN diễn ra tại Philippines và diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2017 đã diễn ra tại Việt Nam. Vì có ba ông kẻ là Donald Trump, Putin và Tập Cận Bình cùng đến Việt Nam tham dự, cho nên vấn đề an ninh và nghi thức tiếp đón đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Việt Nam. Nghi thức tiếp đón ba ông lớn này đã phải ngang nhau, sơ sót một chút là mang vả lớn. Tổng thống Donald Trump lúc đầu tuyên bố không tham dự thượng đỉnh Đông Nam Á, thượng đỉnh Đông Á, nhưng do bị chỉ trích, ông thay đổi ý định. Chuyến Á du của ông Trump bao gồm các quốc gia Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Việt Nam và Philippines. Tại Nhật Bản, khi tới Nhật Bản ngày 5/11/2017, ông Trump đã gặp Thủ tướng Abe tại sân golf Katsumigatsuki Country Club ở Tokyo. Hai bên đã ký tên vào chiếc mũ trắng, trên nó có thêu chữ làm cho tình đồng minh vĩ đại hơn, Make Alien Even Better, Even Greater, rồi trao tặng nhau. Ông Trump cũng lên giọng nhắn nhủ Bắc Triều Tiên rằng Hoa Kỳ và các đồng minh chuẩn bị cho việc bảo vệ tự do, và không một nhà độc tài nào, không một chế độ nào và không một quốc gia nào có thể đánh giá thấp ý chí của Hoa Kỳ. Còn vấn đề thương mại với Nhật Bản, ông Trump nói rằng chúng tôi sẽ ăn cơm với nhau tối nay. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ phỉ báng mọi người nếu cứ tiếp tục nói về ngoại thương. Khác hẳn với luận điệu khi tranh cử lên án Nhật Bản đã xuất siêu sang Hoa Kỳ hơn 80 tỷ Mỹ Kim. Trong cuộc họp báo chung ngày hôm sau, Tổng thống Donald Trump đề nghị Nhật Bản nên mua vũ khí của Mỹ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Đáp lại, ông Abe nói rằng Nhật đã mua rất nhiều vũ khí của Mỹ rồi, nhưng cũng cần tăng cường thêm khả năng quốc phòng. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên phản ứng lại và nói ông Trump là lái buôn chiến tranh và chiết cổ hòa bình. Tại Nam Triều Tiên, tin của AP ngày 7/11, bằng một sự thay đổi lập trường thật lạ lùng, Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ giọng điệu hung hăng đối với Bắc Triều Tiên và tỏ dấu hiệu muốn thương thảo và kêu gọi Bình Nhưỡng ngồi vào bàn hội nghị để đạt một thỏa hiệp. Trong ngày đầu tiên của chuyến công du tới Nam Triều Tiên, ông Trump thúc giục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí nguyên tử, nhưng trong khi nói về việc Hoa Kỳ sẽ dùng vũ lực nếu thấy cần thiết, nhưng thiên về giải pháp ngoại giao để giải quyết những căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Còn ông Tổng thống Moon dĩ nhiên mà mong muốn củng cố tình đoàn kết với ông Trump, nói rằng chuyến viếng thăm của Tổng thống Hoa Kỳ có thể là khúc quanh của cuộc giằng co với Bắc Triều Tiên, và rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý giải quyết vấn đề vũ khí nguyên tử của Bắc Triều Tiên bằng giải pháp hòa bình, hầu đem lại một nền hòa bình thường trực cho các bán đảo. Tại Trung Quốc, ngày 8/11, ông Trump đến Trung Quốc được ông Tập Cận Bình long trọng tiếp đón. Trong tiệc trà đàm, ông Trump cho ông Tập Cận Bình coi như là một đoạn. Ông Trump cho ông Tập Cận Bình coi một đoạn thu hình cháu ngoại Abela Kushner hát một bản nhạc tàu
và đọc một bài thơ cổ của Trung Hoa nhân dịp ông Tập Cận Bình ghé dinh thượng Mar-a-Lago vào tháng 4 năm 2017, khiến cho ông Tập Cận Bình khen nức nở và mong cháu bé sớm ghé Trung Quốc chơi. Sau đó ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Quyên bằng một hành động rất hiếm hoi hướng dẫn hai vợ chồng ông Trump đi thăm tứ tử Cẩm Thành, tham dự một buổi trình diễn nhạc kịch ăn tiệc tại hoàng cung của các hoàng đế Trung Hoa ở trong tử Cẩm Thành. Một vinh dự đặc biệt dành cho ông bà Trump kể từ năm 1949 đến giờ, giữa lúc thống kê cho biết thặng dư mậu dịch của Trung Quốc và Hoa Kỳ vượt quá mức 300 tỷ Mỹ kim cho dù suốt thời gian tranh cử từ năm 2016 cho tới nay. Ông Trump lúc nào cũng chỉ trích Hoa Lục về vấn đề này. Và ngay khi tới Bắc Kinh, trái với những lời tuyên bố êm dịu lúc ở An Thành, ông Trump lại lên tiếng kết án Bắc Triều Tiên và nói rằng chế độ này đã tạo ra những xung đột để cho người dân quên đi những thất bại. Sau cuộc họp giữa hai ông vào ngày 9 tháng 11 năm 2017, ông Ngoại trưởng Tillerson cho biết không có chuyện mập mờ nào, tức là cái chuyện không rõ ràng giữa Hoa Kỳ rằng Triều Tiên không thể có bom nguyên tử và một số kết quả rất đẹp, hậu hậu đó là như Trung Quốc sẽ mua 300 máy bay vận tải của Mỹ trị giá 37 tỷ Mỹ kim và các công ty còn ký kết một số thỏa hiệp mua bán khác trị giá 9 tỷ Mỹ kim mà các viên chức trong bộ tham mưu của ông Trump khoe rằng nó sẽ giảm bớt thâm thủng mậu dịch và gia tăng thương mại song phương. Theo CNN, ông Trump đã nhiều lần bôi cho chát chấu vào mặt Trung Quốc, nhưng nay họ là bạn. Như vậy, chuyến đi của ông Trump tới Bắc Kinh chỉ để củng cố thêm tình bạn tuyệt vời, outstanding friendship, như ông đã từng nói tại Mar-a-Lago, và ban chuyện làm ăn buôn bán kể và kể như là thành công vì sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ cho các công ty của Mỹ và công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Và tại Việt Nam, ngày 10 tháng 11, ông Donald Trump dự diễn đàn APEC tại Đà Nẵng. Trong bài diễn văn, ông nói rằng Đà Nẵng là nơi mà người Mỹ đóng quân trước đây và hai bên đã trải qua một cuộc chiến đẫm máu. Nhưng ngày nay, chúng ta không còn là kẻ thù với nhau nữa. Và cách đây vài chục năm, người dân Việt sống với vài đô la. Ngày nay, Việt Nam là quốc gia phát triển kinh tế với tốc độ nhanh nhất thế giới và đây là sự lạ kỳ nhất của thế giới. One of the great miracles of the world. Sinh viên Việt Nam được xếp vào hạng thông minh nhất thế giới. Tôi có mặt ở đây hôm nay với mục tiêu là làm bạn, đồng minh và là người hợp tác với tất cả các quốc gia trong vùng một cách công bằng và trách nhiệm. Ông cũng đã lên tiếng ca ngợi những thành tựu của Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á. Ông cũng nhắc tới vụ thâm thủng mậu dịch. Xin lỗi, ông cũng nhắc tới vụ thâm thủng mậu dịch 223 tỷ trong 10 tháng đầu với Trung Quốc và than phiền là Hoa Kỳ mở rộng thị trường, hạ thấp thuế quan cho một số quốc gia. Nhưng các quốc gia này lại không mở cửa cho hàng hóa Hoa Kỳ, không đối xử công bằng với Hoa Kỳ. Và tôi sẽ không để Hoa Kỳ bị lợi dụng nữa, không chấp nhận việc ăn cắp sở hữu trí tuệ và tài trợ của chính quyền làm giảm giá thành. Tôi sẽ làm việc với từng lãnh đạo có mặt tại nơi đây để cùng hợp tác trong tinh thần hai bên đều có lợi. Nếu tôi có đặt quyền lợi của nước Hoa Kỳ lên trước đã, thì quý vị cũng đặt quyền lợi của quý vị lên trước đã. Có lẽ ông Trump đã kết thúc số phận của thỏa hiệp TPP khi nói rằng chúng tôi sẽ không còn tham gia vào những thỏa hiệp rộng lớn khiến trói tay chúng tôi, hy sinh chủ quyền và khiến việc thi hành không thể nào thực hiện được. Khi các nhà lãnh đạo thế giới chuẩn bị đứng chụp hình chung với nhau ở hội nghị, ông Trump đã tiến đến chỗ ông Putin và thân mật vỗ vai Tổng thống Nga, nói vài lời trao đổi. Đó là dấu hiệu thân thiện. Vào tối hôm đó, ông Trump cùng quý vị lãnh đạo các quốc gia đã tham dự dạ tiệc gala do ông Trần Đại Quang chủ tọa và tiếp đón tại Đà Nẵng, thưởng thức một số tiết mục văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật. Còn về hoạt động của Nga, Tổng thống Putin, theo VOV, Chủ tịch Trần Đại Quang đã có một cuộc gặp song phương với Tổng thống Vladimir Putin. Sau buổi gặp gỡ, cả hai bên đã ra tuyên bố chung về sự hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế, vì truyền thông ngày nay có thể bị sử dụng vào các mục đích không phù hợp với an ninh, ổn định và hòa bình quốc tế, trở thành mối đe dọa trực tiếp tới công dân, xã hội
và nhà nước. Ông Putin không có buổi họp riêng này bên lề với ông Trump, nhưng trong một thông cáo chung, hai nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ đã khẳng định quyết tâm đánh bại cái nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Syria. Hai nhà lãnh đạo nói rằng giải pháp chính trị dứt khoát là tháo gỡ xung đột phải được nhìn thấy ở trong khuôn khổ tiến trình Geneva phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông Trump còn nói rằng cứ mỗi lần gặp ông Putin, ông ta đều nói rằng tôi không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ và hãy tin tôi. Kết thúc thượng đỉnh APEC chiều ngày 11 tháng 11 năm 2017, ông Trump bay ra Hà Nội và cùng với phái đoàn Mỹ dự dạ tiệc tại Trung tâm Sinh hoạt Quốc tế The International Convention Center do ông Trần Đại Quang quản đánh. Trong dạ tiệc này, người ta nhận thấy có Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn An ninh Quốc gia là ông Mark Master. Việc ông Trump bay ra Hà Nội và có một cuộc họp với ông Trần Đại Quang cho thấy Hoa Kỳ đã đặt Việt Nam vào trọng tâm của kế hoạch tái cân bằng lực lượng hầu ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong dạ tiệc, ông Trần Đại Quang đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của băng giao Việt-Mỹ và sự hiện diện và cam kết của Hoa Kỳ tại châu Á sẽ đem lại hòa bình, ổn định và phát triển cho khu vực. Rõ ràng là Việt Nam rất cần Mỹ và Mỹ cũng rất cần Việt Nam. Và sáng ngày hôm sau, 12 tháng 11 năm 2017, trong một cuộc họp với ông Trần Đại Quang, ông Trump đề nghị làm trung gian giải quyết những tranh chấp tại Biển Đông. Khi ông nói rằng, tôi là người trung gian và là ông trọng tài giỏi, trong khi lập trường của Hoa Kỳ là không đứng về phe nào, nhưng chỉ trích Hoa Lục đã biến cải những bãi đá ngầm thành đảo. Còn ông Trần Đại Quang thì nói rằng, tôi đã chia sẻ ý nghĩa này với Tổng thống Donald Trump và Việt Nam muốn giải quyết tranh chấp bằng đường lối thương thảo và tuân thủ luật pháp quốc tế. Nhân dịp này, ông Trump cũng thúc giục ông Nguyễn Xuân Phúc mua hỏa tiễn và những vũ khí khác của Hoa Kỳ. Một dấu hiệu cho thấy ông Trump không sợ làm mất lòng Trung Quốc. Và điều này chứng tỏ ông Trump đã bỏ TPP nhưng không bỏ Việt Nam. Và điều kỳ lạ ở chỗ một quốc gia như Việt Nam không phải là đồng minh của Hoa Kỳ mà bốn ông Tổng thống Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều ghé thăm. Một trong khi Thái Lan, một đồng minh chiến lược Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, lại chưa có một ông Tổng thống nào thèm để ý tới. Theo tôi nghĩ, Hoa Lục sẽ không chấp nhận vai trò trung gian hay trọng tài của Hoa Kỳ mà chỉ muốn thương thảo song phương và không muốn nước thứ ba xíu vào. Khi có Hoa Kỳ can dự vào thì Hoa Lục không thể giữ đỡ cái thủ đoạn cả lớn một cả bé. Alo, chúng tôi xin đọc tiếp. Khi có Hoa Kỳ can dự vào thì Hoa Lục không thể giở thủ đoạn cá lớn nuốt cá bé. Trong khi đó, Việt Nam duy trì lập trường quốc tế hóa về vấn đề Biển Đông để đi tới một giải pháp có giá trị quốc tế và bảo đảm quyền lợi của Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Úc Châu, vân vân. Biển Đông giờ đây không còn là vấn đề song phương mà là vấn đề của quốc tế. Chỉ có một cuộc giải pháp quốc tế mới bảo đảm quyền lợi lâu dài cho Việt Nam và Philippines. Sau khi ông Trump rời Việt Nam thì ông Tập Cận Bình bay ra Hà Nội và được chào đón nồng nhiệt bằng 21 phát đại bác. Họp với ông Nguyễn Phú Trọng và hai bên chứng kiến rất nhiều thỏa hiệp hợp tác được ký kết. Theo tôi nghĩ, việc ông Tập Cận Bình, hoàng đế của Trung Hoa, chịu bay ra Hà Nội gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam đã cho thấy Trung Quốc tạm thời hòa dịu với Việt Nam để đối phó với những vấn đề toàn cầu quan trọng hơn. Ngoài ra, họ cũng nhìn thấy Việt Nam bây giờ không phải là Việt Nam của năm 1979 mà là trọng điểm chiến lược của Á Châu khiến cả thế giới đổ xô tới đây. Đông Nam Á không ai muốn chống lại Hoa Lục, nhưng cũng không ai muốn Hoa Lục khống chế cái vùng này. Họ cũng không muốn Hoa Kỳ kéo tới đây để gây chiến, nhưng lại muốn Hoa Kỳ hiện diện ở một mức độ nào đó để kiềm chế Trung Hoa. Cái vô cùng phức tạp và cái rối rắm của Đông Nam Á ở chỗ đó mà Việt Nam đứng đầu trong ngọn gió. Tài lãnh đạo và tinh hoa của chiến lược ngoại giao của nằm trong cái giai đoạn ở đây. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin được chấm dứt bài viết ở nơi đây. Bài viết còn rất dài nhưng mà quý vị có thể vào trong KBC Hải Ngoại .com để đọc bài của anh Đào Văn Bình với cái chủ đề là cái Biển Đông. Thì quý vị thấy rằng là kết luận cái bài viết về APEC, anh Đào Văn Bình đã khen các lãnh đạo Việt Nam rất là khéo léo trong cái sự ngoại giao và đã đưa cái tầm vóc của Việt Nam đứng ở trong vào vị trí trên thế giới.
Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn tất cả.